Tôi đủ không sống. Đi bán cái gì? À, đi bán lò mới về đó. Trời, cười cái lò. Ôi. Về tới chả nè, lúc chung vô lòn chưa? Ô, lúc mấy giờ chung vô lòn liền? Dạ, về tới lúc 9 giờ 15, tại dạ. mưa quá mưa. Ủa, có mưa nữa sao? Dạ, ừ, sao ướt đâu? Đường á, ướt mệt chân. Dạ. Cái lòn có ướt không? Rồi về chả giờ nè, nó có đem con nhỏ kia về đủ không? Thằng Mỹ vô duyên ghê. Thì có dẫn vợ theo không? Không. Không. Cho lòn. Ôi, dẫn dâu về cho bà ra mắt cho bà biết đi để lòn coi ra làm sao. Thằng Mỹ ba chợ gì trời. Ăn khoai lòn nè. Để... Mới đi bán hả? Có ba giờ gửi bốn giờ đi chung cái lòn ta. Quỷ nè. Chiều đi bán bạn chút vậy đó rồi cho em đặng kiếm lòn, ơ kiếm ra tiền đặng bỏ vô lòn, ơ đặng đi rước nhỏ á, có đủ bây giờ gửi vô dám chưa về gửi rồi sáng là gửi hà, cái lòn mẫu giáo 40 ngàn nãy cùng cười. Ăn cơm chưa, ăn lòn chưa? Dạ rồi. Dạ hả, cơm gì ạ? À? Rồi có lòn xay đồ để vô không? Thằng này đến nói chuyện nhỏ ơi. Nhỏ chưa trả lời cho nên là thọt hoài tới. À, đừng. Ăn lòn với chị. Ô, mẹ ai vậy? Đủ mẹ mày. Thằng nội này đến hỏi mẹ nó gì cái thọt chứ vậy? Nhỏ em. Nhỏ em chào em mà đi. Ô. Đủ nhỏ em đâu, đưa tao đủ nó cái coi. Ủa, thằng này nè, thọt hoài à. Có mẹ đó không, cho ra kia đủ bả ăn cái luôn. Chết luôn, chết luôn à. Đã luôn. Nghĩ đủ đâu, đâu, không, 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 không. Ủa, đang ở trong phòng hay vậy, rồi có đủ người ta không? Không nổi nè. Đang ở ngoài nhà. Vậy hả, rồi rồi đủ có đủ quà già mày lại đây đưa tao đủ quá chút coi, thằng này vô duyên. Đâu chị hả, à, ăn mua để vô tủ lạnh cho dẻo, ăn hoài tới chứ biết sao, ăn lòn thì để qua để lại cho nó hơi khô là gì, để dẻo rồi ăn. Ờ hello, đâu cho thấy mặt lò lòn cái lòn ra sao đâu. Thằng này vô duyên. Lòn ơi. Ủa. Lòn ơi. Đâu hello, đâu đi, cái lòn đâu mất tiêu hả? À? Sao mày lắc đầu hoài? Mày lấy cho. Mày nên mày hả? Mày đưa qua coi. Đi, đưa qua cho. Ủa. Mày đưa qua coi cho tao thấy mặt đó, để tao đủ hết trơn kìa coi. Đâu? Mặt gì? Đủ. Đâu chịu. Mặt gì? Đây chạy đây, cho gì mặt lòn coi chút coi. Ủa? Tao chuẩn bị đi làm rồi. Kệ cho làm thì coi lộn chút không được. Cho mặt coi chút không được. Cho thấy cái lòn coi. À ông nội này wow hả? Đi đâu rồi? Ôi dốc quậy, mai mốt mày giấu luôn nghe. Tao ra đường tao quýnh lộn với nó ha. Rồi mày chạy lên mày binh ha, là tao dặm mày luôn á, đủ mày luôn. Thằng không nói, hoài hoài. Giấu nó với mẹ mày đi. Rồi tao đủ bắt tử ha. Giấu đi. Tao đủ quả bắt tử ha. Rồi mày thấy mày thương mồng mày. Ông nội ơi. Bỏ hoài. Hả? Ở dưới chân vô lòn lấy gì nóng. Không à, sao nó mát nè, chui vô lòn nè. Ờ ừ. À, sao mà không che cái lòn lên? Ơ à, không có cây hả? Ở đó không có cây hả, chui vô lòn á mát. Quỷ nẻ chọn. Đây không có cây. Dạ rồi sao không chui vô lòn? Chui giờ đủ chui vô lòn nó mát dữ rồi. Ông nội này hoài á.
tôi chưa chui vô nửa đường là còn khúc nằm ngoài. Ông nội ơi, giờ này vô phòng nó cũng đủ được, cũng bắt máy lạnh lên, đủ máy lạnh, đủ máy lạnh. Trời ơi, sao mày bẻ lộn nha cái cốc ông nội nè, cái giò chặt bẻ hoài hả? Đủ cái lộn tao mới bị chặt rồi. Mày giấu em, mày nghe tao kêu đứa nào lên tao quýnh ăn trước, đứa quýnh sau đó đủ rồi, tao đủ luôn. Ông nội hoài hoài trời. Giấu đi, giấu đi, gán giấu lộn nó đi. Ơ, tao ăn khoai nữa à. Khoai với đu đủ hả? Ừ, đu đủ chơi sống kìa thằng này. Tao ăn đủ chín, ăn đủ lòn. Ơ, nó đòi ăn đủ sống, tao ăn đủ chín không mà tao không chịu ăn sống. Đau gan muốn chết luôn mà ăn hay ghê trời. Ăn lòn cọc cọc. Sống cũng ngon mà. Ăn được, cái lòn nó bị cứng quá. Ông nội cái giò con chặt ông nội. Hiều lửa cái lòn, đau. Ổng đi đủ rồi, đi đủ với xong. Ờ, đi câu lồn với xong rồi tao mới điện ổng cho ổng thuê bao ổng biết. Ổng mê lồn rồi. Ôi, mê câu cái ghê rồi. Nó đi đủ. Đủ cọc cọc. Quỷ này ăn coi nè. Hello em. Hello em. Ơ, ăn nè. Ăn mà nhỏ ăn khơi khơi. Đó, ăn rồi. Giờ này thôi, ta ra quán cà phê đủ con nào đi. Ủa, chỗ nào mát đó. Đủ, đủ, con nhỏ kia nó có. Ơi, không mày đủ con cặc được không? Nó nhỏ mà nó cũng nghe nữa. Đủ con cặc. Ông cô nội này nè. Nó nhỏ quá ha. Mày khùng. Mày khùng, mày thiều, mày móc nó, mày bậy, mày bạ. U con cặc của ai? Chừng nào đi xuống chung vô lòng nó. Ơ, chừng nào đi Cần Thơ đủ. Ơ, chừng nào đi đủ Cần Thơ, đi nắp Cần Theo. Ơ, đi Cần Thu, ơ, đi Cần Theo. Chào. Để nói câu thôi, cho nhỏ nói chuyện. À, sao hả? Chảnh đủ trên kia, trên này nghỉ đủ. Ơ, sao nghỉ? Sao nghỉ gì vậy? Xuống nhà, có xuống là xuống nhà chơi chơi luôn. À, đi xuống đây nè, đủ con nhỏ ngoài đường kìa. Nhỏ bị khùng. Nhỏ kia bị khùng mà chịu không? Ông nội này nè, tào lao không? Rồi bữa ai chết ngoài đường vậy? Thì người ta đủ dọc đường thì chết dọc đường. Ủa? Nó nhậu, nó đủ quá đi rồi, bị hư. Ủa? Chết cái thận, chết cái bụng, đau cái lèo, nó nứt trong này. Ủa là gì? Quỷ nè. Rồi chôn cái lòn, rồi chôn cái lòn nó chừa cái đít lại. Cái gì đó cháu? Không có, làm gì ta thiêu lòn nó lại, rồi chừa lông lại đằng kia. Cái gì đó lòi, chờ tới nãy mày. Cười vậy. Ối rồi. Ghê. Ối, trời ơi, nó cự ối luôn kìa. Thôi thì cũng lấy ghê quá à. Để đi được rồi, để em, để em, để em. Mày cười có ối ra ngoài luôn á, có lạ nữa không? Đủ cả, đủ thằng đó. Ăn rồi. Cho nó hồi đó giờ nó không ăn lòn. Ăn cái lòn, ăn con cặc. Ờ, nó ăn rồi mà quên nó không ăn lòn. Nó đủ dám căng ra cái hực vậy. Nội này nè. Lại mày đi, mình nói gì tao không hiểu gì luôn á. Hỏi mày... ba gì mà trả lời đi. Mày hỏi cái lòn gì tao trả lời cho mày coi. Ủa? Vậy? Mẹ mày có đi đủ người ta không? Ông nội mày vô chiên. Đợi nó không nói chuyện. Mẹ có đi đủ rồi phải không? Trời. Mẹ mày đủ anh năm mắt đeo người ta.
Châu, bà nghe được có chữ tao. Rồi bà đụng nghe tao bà gì hả? Ủa là gì? Hả? Bà đó, đụ người ta nghe. Thì bà đi đụ ách eo, ách eo. Không ngồi này nè. Đụ, đụ ách eo luôn. Ủa? Có. Ủa, nghĩ đi hai cỏ gì hả? Ổng đụ mà, tôi về nhà tôi lặt cái lồn. Ổng đi cắt rồi, tôi về tôi lặt cái lồn. Cái này ổng có chuồng, ổng cắt cho tôi. Cái gì hả Châu? Vô duyên. Chưa quậy, chắc chưa quậy, không cho mày ngủ à. Mẹ ăn lồn chứ. Ông nội chắc chưa đó, ông nội la cho gớm à. Đâu ngủ chưa đâu. Vậy hả? Ngủ cho con cặc nó bự. Cho nó lỡ. Trời ơi, nghĩ nó luôn á. Nghĩ. Ngủ cho mập. Ông nội ơi, nó tầm bậy bạ không à mà la cho lớn. Mập lắm rồi. Mập đâu mập, trả tướng mày gì mập gì. Sao mày có lồn mày bự cỡ bê lớn, mày nói tao nghe coi. Ông nội nè. Trời ơi trời, cần ta kìa. Cỡ này à. Đi đủ người ta đi, giấc chưa nực thấy mà. Rồi ngồi nghe đó nắng không. Rồi nửa đen cái lồn mày đó. Ai ơi trời, nó cười kìa. Cái lồn mày có khía 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 không? Nội nè. Là gì? Ai biết? Ông Tố này thiệu hoài hà. Đang nói chuyện nó tính nói gì quên rồi. Ta tính đụ nó mẹ gì tao quên rồi. Ông nội nè, ông khều móc, khều móc kìa. Đúng. Ngày hôm qua như là ghé con cái nhà, cái người con người đó đi bán rồi cái vô chợ nó kiếm trên chợ. Vậy hả, đụ cái chợ. Ủa, bán thì sớm. Đi bán thì sớm, giấc chiều, giấc sáng nó bán chợ rồi lòn phơi nắng ra ngoài giấc chiều. Lòn phơi nắng giấc sáng. Ông nội ơi. Sáng bán chợ, rồi chiều rồi phơi nắng giấc chiều. Là gì không có nội. Đó ai chó vợ sao mày không đụ con chó bánh đi kìa, nó la bánh kìa. Chó coi chừng cắn người ta đó. Có nuôi cái lồn không? Nó sủa rồi vậy kìa. Coi chừng nó cắn lồn, coi chừng cắn lồn có bà nào rồi cái xin lôi vô đó. Chết luôn rồi. Chết bánh ấy, cái chết rồi, gục đầu luôn à. Dụ đủ giấc chưa mày mới giúp đầu. Mấy đứa này thiệt tình luôn á cha. Cái thằng quỷ bên đây thì kìa. Đâu đó ra. Đi. Thôi. Mày tầm bạ không à, giấc chưa tào lao. Đủ tào lao, tào lao. Nó lướm, lướm lên thì chay đầu. Thằng quỷ đừng không à, quen qua nó đi, nó tao cho mày khùng với nó đi. Ở đâu uống vết rồi á. Chưa nói chưa bao giờ. Sao mày đâu đu đủ người ta liếm lên rồi liếm xuống hả? À? Ông có nội ơi nè, nó liếm đi. Trời ơi, anh nó chết chết chưa đỏ này. Ở sao mặt đỏ vậy hả? À? Mặt lồn. Mệt quá, nằm quá. Mệt rồi, mệt rồi. Ăn lồn, vào lồn đi, nhổ lông chút coi cho. Ô, nhổ lông. Ô, nói gì rồi? Không có nhìn nữa. Nhìn mày làm tầm bậy không à? Mày hỏi cà... đi. Ê, mày đi. Nói chuyện đi, để thôi mày bị cào lồn à. Nó ông nội bên đây, ông rút lồn hồi đụng mày nó vết ra ngoài. Ô, đau. Trời ơi, vớt miếng khoai lang là thằng quỷ. Đang ăn khoai lang hà mà đừng có làm tao vớt cái lồn cho ngoài. Khoai lang ngọt không? Ngọt. Ngọt ngay hà, dấu mẹo hà. Trời ra thằng cũ nè. Khoai lồn để vô nướng. Chưa cho thằng cũ nè. Chưa cho thằng cũ kìa. Cũ khoai từ. Thằng quỷ. Chờ cũ của ai, của ai? Cú thằng Châu. Ơ, ông nội nè.
lộn đi chứ. Mình ăn quả nó ngồi không, không ngồi, ngồi đó không ăn gì chứ ạ. Ăn lòn đi, mẹ ăn lòn rồi. À quỷ, ta chưa cắn, phải cắn gớt kia hơn rồi đó. Ăn con... ăn con cả. Ông nội này mà hoài. Chúi mày nó mà. Ờ, tao làm cái lòn cho mày ăn. Ô, xuống con nhà thì cho nhà này chỉ có, xuống nguyên nhà này chỉ có nhậu thôi. Nhậu chưa không? Xuống nguyên nhà nhậu à? Ừ. Chưa không? Nhậu. Rồi, chịu. Mày nhậu lại tao không? Mua bia xuống. Mày nhậu lại tao không? Mày nhậu lại tao không? Mày mua 3 thùng mày đem xuống đây mày treo vòng vòng cái lưng mày đi rồi xuống đây tao chấp mày uống trước. Phải, tính lắng nó tai nghe gì.